Ngày 3 tháng 1, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ đơn trình báo của anh Hoàng Minh Dũng, 40 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú quận Bình Tân, về việc bị mất trộm và sự biến mất đầy bí ẩn của người vợ mình là chị Nguyễn Lâm Yến Nhung, 35 tuổi. Theo thông tin ban đầu, chiều 28/12, chị Yến Nhung nói với chồng mình đi làm tóc và vội vã đi ra khỏi nhà. Một lúc sau, nam thanh niên làm công của gia đình là Đức, 18 tuổi, cũng mượn chiếc xe hiệu Hesse ở đi mua thuốc. Anh Hoàng đồng ý và bận việc nên cũng ra khỏi nhà. Tối cùng ngày, anh Hoàng trở về căn nhà thì phát hiện bị mất trộm nhiều tài sản như vàng, tiền trong nhà. Anh Hoàng vội gọi báo cho vợ nhưng không liên lạc được. Thấy người làm công mượn xe đi chưa về, anh cũng liên hệ nhưng cũng không được. Công an đã lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Anh Hoàng đã tới công an trình báo sự việc. Tên các nhân trong bài viết đã thay đổi,